Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Tiên IQ. Và mình là Tiên đây. Thì hôm nay là hai anh em mình sẽ đi câu nha mấy bạn. Thì trong chuyến đi câu thì cũng có nhiều trắc trở gian nan. Mấy bạn nhớ theo dõi mình nha. Ok, let's go. Hello, xin chào các bạn, mình là Huy Hi. Hai năm nay hai anh em mình rảnh nha, đi câu cá chơi mấy bạn. Chưa gì đâu. Rồi thì ok mấy bạn ơi, câu nãy giờ cũng khoảng nửa tiếng rồi. Mà cần câu này thì nói thật ra là mình không có bán, mình để ở nhà thôi. Cần câu của ông Quy sao mình bán được, đúng không? Vậy mà ông tưởng mình bán. Mày mà bán là tao quất mày thiệt luôn á, lọc xong á. Ghê vậy? Giờ đây cái nóng quá, mua nước uống đi mày. Gì? Uống nước hả? Nước. Uống gì? 2.7. Hai... Chồng thêm 2.7 hả? Ok. Ok mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi mua nước cho ổng nha mấy bạn. Ok, let's go. 2.7 tao mới uống đó nha. Phải không? Ừ. Mua khác không uống, mua khác thì về tao cho bà uống nước xong đó. Đậu cũng xong gắn chịu đó. Mua cho ông uống nước suối là được. Thì ok mấy bạn ơi, mình đã mua nước về tới rồi nè. Nhưng mà bây giờ á, mới dẫn ông đi ăn trong vô. Bây giờ mình cho ông uống á, thì quá có lợi cho ông rồi. Phải có một tiết mục gì đó mấy bạn. Nhìn mấy bạn là biết hiểu ý tôi rồi chứ gì. Mình sẽ cho nước tương vào trong đây. Ghê chưa? Ghê không? Đó, các bạn ơi. Thì bây giờ mình có mua hai chai để một chút mình cho vào á. Thì mình sẽ phân biệt được một chai là Stin và một chai là 247 nha mấy bạn. Hay hay không? Chứ lỡ tôi uống lộn sao? Đúng là con trai của ta. Đó, tôi ngáo ngáo tôi uống lộn sao? Thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái màn cho anh siêu đỉnh này nha mấy bạn. Ok, let's go. Thì ok mấy bạn ơi, ổng đang câu cái khúc sao sao múc dưới á. Thì bây giờ mình trên đây mình sẽ pha chế cho ổng nha mấy bạn. Ổng muốn 27 mình uống xì tin, để lại. Kỳ này ha, cho ông Huy ha, ổng mặn rồi hơn nước mắm rồi. Ngon tặng ngon. Quá đã. Thì ra mày chọn cái chết. Có lý nha. Wow. Bằng chưa ta? Cao hơn rồi mấy bạn ơi. Nó sủi bọt có khi nào nổ không trời? Nó sôi bọt quá trời mấy bạn. Ơi mùi 247, không mùi nước tương. Ngon rồi. Kỳ này ăn bị ngon rồi. Ok. Và sau đây sẽ là một tiết mục thật là hấp dẫn nha mấy bạn. Ok, let's go. Ok mấy bạn ơi, mình mua nước về tới rồi nè. Ông Quy ơi, tôi mua nước về tới rồi nè. Ok mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ nè ông Quy. 2.7 không đây? Mày khui tao luôn đi. Khui dùm luôn hả? Tao không trùng sao mình như không thấy hả? Rồi ok, vậy ok rồi. Mua đồ lẹ mày. Hả? Mua tiệm đầu đường nè. À này thì tốt quá, bây giờ kia đi mua nước liền nha. Đúng không? Trời ơi, trời ơi, mất công à, ông đó, anh em không thể chai nước không mua cho ông được không? Mất công nữa, ôi mệt lắm. Vậy mới còn chơi lâu dài chứ. Thấy không? Nè, lẹ tới tôi rồi. Chùi tay luôn hả? Chạy cái ngoại, bị chưa mày? Rồi, đúng rồi. Vô, khui, không có ngoại không được. Để tôi khui á. Để đi. Ôi trời ơi, nổ bụp luôn. Đâu? Nổ bụp luôn. Mời mấy bạn cái đi. Vô mời em ơi. Mời các bạn nha.
ghê không? Đã ghê không? Má mày cho tao nữa. Em bỏ cái gì đây? Cho cho luôn mà. Luôn quát được. Nước tương. Tao cứ quát à? Thì nước tương. Chắc mày xuống sông quá. Nước tương đó. Sao mày cho tao hoài hả? Tiên hết tao này tao khác đi. Trời ơi, có gì đâu. Nè, mày khỏe mày tao mà nè, con nè, Liên Bình Cước nè. Nó là điển hình của một đứa trẻ châu chính. Thôi, để tôi bẻ dừa không? Bây giờ mày xuống sông rồi mày lên cái dừa liền. Lên dừa. Lẹ đi. Để lên lấy hàng cái. Căng thôi. Mày lẹ luôn cũng được chị, cần lấy hàng. Căng thôi mấy bạn ơi. Dạ. Mày bỏ cho nó xuống mày lẹ liền cũng được chị. Thôi cây đó cao lắm, phải đi lấy hàng. Mày trôn tao nè, mày trôn tao, tao uống nước mắm. Đá cái muốn dập giá. Lẹ luôn lẹ mày. Rồi. Cái ăn kìa. Cái ăn cãi luôn khổ này. Ôi cao lắm, để lên lấy hàng. Để tôi lên lấy hàng. Ok, lên lấy hàng nha các bạn, let's go. Lẹ cho tao, mày làm mình chốt mà. Xuống nâu lò mình xuống đó. Mệt mỏi thật sự các bạn ạ. Chơi ngu chứ giờ phải leo dừa nữa nè. Quá mệt mỏi. Dướng dướng cái gì vậy ta? Ok mấy bạn ơi, dắt hang dưới hái dừa thôi. Rồi tay. Dậy. Dậy mày. Rồi. Gấp gáp từ 4 con trái không giờ. Tao cũng không tới bây giờ nè, chứ 4 con trái đâu. Chạy đi mày ơi. Ông la la không, từ 4 chân cút ông giờ à. Tao mới đi uống nước cái bà nội tao nè. Nước gì? Nó mặn chát rồi uống nước. Từ từ. Từ 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 nè. Đè mày. Được cái dừa thật chưa? Tao thấy một cây dừa nè, đụng một trái nè, mày bắt lên mày hái lẹ cho tao xuống uống. Trời ơi, cái dừa này hả? Nó than lên trời. Vậy mày dẫn mày hụt đi, khỏi than. Thôi, mày sợ lửa cao rồi ơi. Chết luôn. Bắt lẹ đi. Nè, không dám leo. Trời ơi, mày bảo xuống sông hay là mày muốn leo dừa? À, không biết leo. Cái thằng sợ độ cao. Ê, trời. Cái này chắc tao ginh dùng sông thiệt đó mày. Đó chơi ổng không đâu giang hồ, sao giờ ổng giang hồ quá mấy bạn. Mày cho tao quậy tao giang hồ. Ông thích giang hồ không? Thích. Thích hồ. Đổ dừa ngon cho tao nha. Mày ạ. À, cái chơi mày té thứ ba trà bây giờ. Mày té kệ tôi nha. Ừ, trời té tao giái à. Té kệ tôi nha. Ừ, tao giái nè. Vậy ông mà tương ông mà nha con. Sao bắt kỹ ta? Nè, bắt ngu quá. Ai bắt ngu quá? Mày nói ai cái thằng mày nói mày không minh đó mà, em quy mày cao lắm mà. Mày bắt cái thằng gì mày leo dừa, mày bắt cái dừa mày bắt chú xong. Này sao? Ok. Ok thì leo lên nè. Cái dừa này nhúng nhích đi trời ơi trời. Xe. Dạ ông sao? Dạ ông sao? Ê bậy. Ông leo không? Không. Ông leo tôi leo. Leo tôi leo. Leo thì leo lẹ lên. Mình hùng ổn thôi. Ê. Bây giờ mày leo không? Leo. Leo lẹ lên. Lên mát mẹ à. Lên mát mẹ. Mẹ mày xuống đây tao cũng quýnh mày lên chứ nó mỏi hết khổ hết mẹ vậy hết á. Tôi mát mẹ luôn đó. Mẹ. Ơ, dạ, dạ, nó gãy hả? Nắp, mày nắm không? Nó gãy không ơi? Nè. Đau. Mày cho anh đó con. Đau. Nó quýnh đau ghê. Leo lẹ mày. Ừ, tới đây được rồi. Luôn. Đâu? Quýnh chân bên kia tới đây bẻ cái dừa được rồi nè. Dừa non. Non không? Bên kia kìa, ngoài kìa. Thường thường buồn ở trong mới non. Ủa, buồn ở ngoài mới non mày ơi. Vậy tụi la cái dừa móng dánh đâu rồi. Dánh. Ăn muốn dánh thì bẻ xuống cho ông uống thôi. Tôi lên đây tôi lấy vô mỏ chậu đi thấy đường né. Cái hoài ở ngoài nó xong á. Đâu? Ở ngoài mới xong mày leo qua ngộ mày mới thấy. Đánh thế bà. Mày đứng cái làm gì hoài vậy? Từ từ. Sao lên? Nói rồi có đi bẻ dừa lần nào đâu. Bây giờ mày bẻ không được cũng phải bẻ tao uống nữa. Cái bọn mày bỏ tập chơi ngu. Buồn nào? Buồn ở ngoài á. Lấy vô mỏ tôi chậu ông giờ à.
lụm đá nó trội tới bây giờ nè. Sao mà mẹ buồn ngoài vừa non mọi người ơi. Ôi tao ở đây rồi. Giờ không vác cái thang nó chạy rồi mấy bạn ơi. Mày ở trên đó luôn, mày có xuống rồi tao kêu mày bằng cha. Sao cái chuyến đi câu này tôi bảo tố có tới không, không phải tới với ông Huy mấy bạn. Hay lẽ luôn ăn xuống tao kịp tao uống không rồi mày tính mình tính. Mỏ trội không giờ. Rồi không có vừa mỏ luôn. Đá xanh nè mày chơi không? Cái gì? Đá nè mày chơi không? Không. Ông mày vẽ xuống. Từ từ, giờ giờ ngồi gì luôn rồi sao biết. Dạ. Cái găm men tôi bị té. Ê, ê, ê. Gì vậy? Tao phá hoại. Gì vậy? Mày chơi mày trái mày ngoài vô đâu. Đồ bỏng mày kẻ mày tao hả con? Rồi tôi khỏe cho mày già tôi luôn rồi. Cái này mày khỏe rồi. Tôi khỏe ông bà già tôi luôn rồi á. Tao vừa mới xuống đó. Nay mình nặng quá chứ. Chúc mẹ hả tao vừa. Rồi. Ê. Ê. Chán ngu. Chán ngu quá. Phá thôi con. Chán ngu ghê vậy. Mấy em trái vô đây rồi đó. Béo mày. Béo mày. Quá mày. Lẹ mày. Từ từ. Mày từ từ sao mày ngồi đó hoài. Giờ mày sao biết làm gì giờ. Mẹ. Bắt rồi bắt kìa. Gì tiền trọng quá mấy bạn ơi. Ôi. Ôi nó ngã luôn hoài này nè. Trời ơi xong rồi. Đâu. Mày lại vừa nôn mày hái làm gì. Hái khỉ. Giờ không biết sao ngồi nữa nè. Biết lết vừa nôn. Đôi mày xuống được ha. Rồi ông xong ông với tôi. Mẹ có được xuống không? Mẹ xuống không? Rồi, cái này mẹ mày cứu mày được rồi. Cái này mẹ mày cứu mày được rồi. Thôi khỏi kêu mẹ ra là tốt nhất á. Kêu ra ăn chỗ trà luôn. Vô bánh nè mọi người. Vô bánh nè, vô bánh nè, bữa nay vô bánh nè. Rồi. Tao đi về chú à. Tao đi về chú mày nha. Thôi, ăn trả thêm. Cho mày trả luôn, khỏi trả thêm. Mày cho nó. Ê. Ê, ngã. Rồi không biết sao leo xuống. Ngồi đánh chơi đi con, ngồi chờ chứ xuống. Ê, té ông nội ơi. Ta cho mình gớt không? Gớt thỉ. Ta cho mình gớt không à? Cho mình gớt không à? Thôi mà xuống được, ông đừng có chắc nha. Cho mình gớt không à? Ông chết với tôi nè. Cái già nó chậu mình kìa. Mình làm cha nó chậu kìa. Dạ dạ. Trốn nè, trốn nè. À. Ai trốn nè. Mày chậu tao à. Thôi tôi mà xuống rồi ông tôi với tôi đó và đưa cái thang không? Đeo. Cho cơ hội coi. Không. Chắc chưa? Chắc. Tôi nhảy xong á. Cãi mày. Nhảy đi con. Tôi nhảy xong không á. Đè đi. Tôi chậu hả? Cái này bà già, cho mày phải hả con? Bách hai bà vừa nè. Dạ sao? Tôi té xong kìa. Ủa này nó lại bung vô nó té ta. Té khỉ nè. Mày té nó còn trội mày té luôn con. Dạ sao? Trội mày. Quên. Vậy con. Đóng thang không ơi. Thôi, để anh tới đây luôn, xong bây giờ bắt ra. Đóng cái thang coi. Hả chứ à. Mày đang nghỉ tới đi. Đang nghỉ á. Nó chơi đại chứ đủ hết tới vừa. Nắng. Nắng cắt ra. Trụ vô ngón đi. Quạo rồi đó nha. Ê. Chú quạo rồi đó. Mẹ ơi cứu con. Bà nội tao chứ vừa không có miếng nước rồi. Bà nội tao chứ vừa không có miếng nước rồi. Trời tới chứ tới chứ. Đó, mấy người ác ác nó gặp vậy á. Mấy người ác ác sống không được thiện á. Ác nè. Ê! Ê! Trời ơi ác. Ê! Trời ơi. Mày ơi trời. Mày vậy hả con? Đừng có để tôi xuống được nha. Tao ác này á, đợi tao. Nè, nè nè. Xuống đi con, lẹ đi xuống được đó. Tôi tôi
để tôi nè, tao cho mày lậu xong nè, để tôi nè, nè, tao cho mày lậu xong nè, trời ơi trời, giờ đứng nè, đứng đầu nè. Ai đứng không nè, tay quần nè, đứng không nè, trời mà té xong chứ không buồn gì, tay quần nè, đậu khách đứng nè. Mệt quá em ơi, tức thằng này ơi. Ăn xong chưa? Rồi. Cho ông ăn sình nè. Sình nè, cho mày sình nè con. Mày gọi đi con, gọi chiếc xác chứ đi nè, té nè. Bò ra. Gì? Mày gọi đi. Nè. Ê, 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 ê. Quê hè. Sình hả mày? Mày đứng nè. Mày đứng nè. Ôi, hello. Hello. Chết con vô tôi biết là gì vậy? Trời ơi. Bà không chơi xuống dưới chơi. Ôi. Té cái rác luôn các bạn. Cho con đi mất con. Ôi, anh mất dạy. Ê, mất chạy rồi. Nói trộn mình chạy bạn ơi. Chạy thật chứ. Ê, không giỡn hả mày? Gì? Trốn đâu rồi? Ê, chạy vô rồi. À, bỏ tao ra nè. Ra. Ê. Bắn siêu cao à. Trộn quá à. Dạ, gì hả? Trời ơi, hả mày? Ê, ê. Anh Thủy Lê ơi. Ăn thịt luôn rồi bạn ơi. Ok các bạn ơi, nếu các bạn thấy hay á thì hãy cho mình một like và share và nhấn đăng ký và nhấn cái chuông thông báo để theo dõi video tới nhất của mình nha. Ok các bạn, chết nè. Chết nè. Qua đổ bể mệt. Trời ơi, tôi miền Tây trong nước cho ông bơi lại tôi. Ở đâu hàng tao. Ok, bye bye mấy bạn. Bye bye.